trạm y tế xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc để hất vọm. Ao khẩu dùng đã bao đây hử việc tròi bình cũ hốc cần dân, mí nhằng cặp kẹp, thiểu phòng hất việc vận con xá. Trạm y tế mới đầy hất thông tàn hoán táng, mì đây đo phòng hất việc, phải ký phòng tai, thép bao đây hử việc ngòi chứng sức thành cần dân. Bất nấy xã Thụy Hùng, mì trạm y tế mới đây lấy ra. Các y bác sĩ dù này rất nhiệt tình hử. Chưa chạy hứ ký dân để mì nhà kinh mì lên. Bà rất cảm ơn các y bác sĩ. Thuận Pi Thong Xiên nhị thiếp lam, tặng huyện Cao Lộc mì thuần thầy nhị thiếp nhị xã thị trấn. Mì trạm y tế đầy chuẩn, trăng hải. Pi Thong Xiên nhị thiếp lam, huyện đã hất mớ tham trạm y tế, xuống xã Thụy Hùng, phú xá Hòa Cư. Sau phấn chèn hết tỉnh tiếp tỉ mưng, ký trạm y tế đầy hết vọng, đã có phần hết đây thêm, việc ngoài chứng sức thành cần dân, hết vọng tiêu chí kha bản mới của tỷ phương. Trang Pi, tuyến y tế cơ sở của huyện, đã trò bình hữu cầu tiếp ớt xiên, hạ bác lai cần, lai tỉnh tiếp phấn bác vì sóng chỉ tiêu tại óc. Cả ngày sảng việc hàm trò bình hữu cần dân, thê hết đây thêm việc ngoài chứng sức thành cần dân. Ký trạm xảy ban cần trực, quá cần quá vằn, bao đây việc tàng làn bình. Khai ban tiêm nhà tàng làn bình, hất đây việc quét tọn, tỷ kinh tỷ rú trực thoáng. Hất đây chương trình dân sổ kế hoạch hóa tra trường. Sáng nay, việc quản lý cần phần bình tăng huyết áp, bây nẻo thương, đẩy hất đây xuống cơ sở. Chào khoanh hài hử cần dân, trang việc khảm trời bình xuống tỷ phương. Và trong cái công tác điều trị thì việc tròi bình đầy bao đây vì bệnh cần dân hăn ón lim vừa đầy quần lị tròi bình huyết áp tung rút chạm máy bệnh cũng nhà mì cần bệnh bình lấy bắn chăn lồng thêm kỳ lai vì bệnh bong lầu xương thì thắng cả vì nọng chắc bao hử việc tàng làn tròi bình huyết áp bình bây nẻo thương rút tỷ phương đầy đây này ni rượu thấu mau này ấy này tông chắp này long ma rồi mưa chắp khá chắp cả lăng long ma ở mi bác sĩ băng bó hử chất nhiệt tình anh bị non ạ từ này với anh xa sinh long hậu càng ngày càng tiến lên thành phát triển là chất mì mạnh bác sĩ đấy long mà trạm y tế Na Tỷ y tế sở nhất thay cần dân đẩy khảm trò bình vừa cần diếu vì vận tối nà ngành y tế huyện Cao Lộc sẽ tính thành bao hết đây thêm việc khảm trò bình du tuyến cơ sở đập thị phố thêm cha thi y tế mới thê hết đây thêm việc khảm trò bình hử cần dân tổng thị chào khoay ngài hử cán bộ thấy xa đẩy phê thon ký lớp tại trung chuyên môn nghiệp vụ thê hết đây thêm việc ngoài chướng sức thành hử cần dân. Mình Xuân Long là một xã vùng ba đặc biệt khó khăn. Xuân Long là xã chăn tải khó của huyện Cao Lộc vẫn lai bị nọng cần tay cần nùng vì vẫn bong lầu chăn lồng khiêm thân việc ngồi trướng rước lèn tàng đàn bình hợp bị nọng sang khám cho bình bong lầu nhằng sáng cả bị nọng lồng khiêm thân kích hình bình huyết áp bị nẻo thương tiêm nhà tàng đàn bình đầy đén bong lầu cũng xương xì đầy son cái lớp son ré đây việc khám cho bình hợp cân dân tăng huyết áp tiểu đường công tác y tế cơ sở nhất là y tế tuyến xã đăng ký tại huyện Cao Lộc lồng thêm hết đây việc ngoài chứng sức thành hử cần dân sẽ khảo phấn túc tính việc hết kinh xuống tỷ phương phần càng bây khẩn.